Xin chào các bạn. Thì trong video ngày hôm nay tôi sẽ lọc khoảng 15 bài về máy cơ đơn giản hay nhất để gửi tới các bạn trong chương trình ôn học sinh giỏi vật lý 89, cái phần công công suất máy cơ đơn giản. Thì với cái phần công công suất thuần túy thì tôi đã gửi tới các bạn các cái tuyển tập bài tập trong cái video trước. Thế còn trong video lần này thì tôi sẽ dành riêng cái thời lượng cho cái bài tập về máy cơ đơn giản. Chúng ta sẽ đi vào bài tập số 1. Và trước khi đi vào nội dung của video thì các bạn hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ kênh cho mình nhé. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu một số những cái nội dung lý thuyết cơ bản trước để chúng ta hiểu về các cái máy cơ đơn giản. Thứ nhất, đó là cái định luật về công. Nội dung như sau: không một máy cơ đơn giản nào cho ta được lợi về công. Được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt hại bấy nhiêu lần về đường đi và ngược lại. Lưu ý, để nâng trực tiếp một vật lên cao theo phương thẳng đứng, nhớ là phương thẳng đứng nhé, thì ta phải dùng một lực ít nhất bằng trọng lượng của vật. Tức là nếu mà lực ép là à, nếu mà lực nâng là F, trọng lượng và mà là P, thì để nâng được cái vật có trọng lượng P lên thì tối thiểu chúng ta phải sử dụng một cái lực nâng có độ lớn là F bằng với lại cả B. Được chưa? Rồi chúng ta tìm hiểu về máy cơ đơn giản. Các cái máy cơ đơn giản thì đầu tiên ta có về cái dòng dọc. Thì trong cái dòng dọc này thì chúng ta chia ra là dòng dọc cố định. Thì đây là cái hình vẽ về cái dòng dọc cố định. Được chưa? Đây là lực kéo F, lực căng của sợi T, à lực căng T của sợi dây và trọng lượng P. Được chưa? Thì đối với cái dòng dọc cố định này thì không cho chúng ta lợi về về lực mà cũng không cho chúng ta lợi về đường đi. Cái duy nhất mà chúng ta được lợi đó là thay đổi hướng của lực, được chưa? Thay đổi hướng của lực và thay đổi phương của lực nữa. Ở đây chúng ta để ý này, phương của lực nó là phương thẳng đứng và chiều thì hay nói khác là hướng ấy, chiều thì từ dưới lên, được chưa? Thế còn chỗ này thì chúng ta đã thay đổi được nó thành phương là nằm ngang, xiên ngang, được chưa? Thế còn chiều là trách từ từ trên xuống. Đấy. Thì đối với cái dòng dọc cố định thì nó chỉ được lợi về cái kiểu như vậy thôi. Đối với dòng dọc động, trong dòng dọc động thì chúng ta sẽ xét cái trường hợp là với một dòng dọc động thì dùng dòng dọc động thì được lợi 2 lần về lực nhưng lại thiệt 2 lần về đường đi, do đó không được lợi gì về công. Chúng ta nhớ là công của chúng ta sẽ là bằng A thì bằng F nhân với S. Thế thì trong cái công thức A bằng F nhân S đó thì F được lợi 2 lần, tức là nhỏ hơn 2 lần nhưng mà S lại lớn hơn 2 lần, thế nên là công của nó vẫn không thay đổi, hay nói khác là không được lợi gì về về công, được chưa? Với hai dòng dọc động thì ta có là dùng hai dòng dọc động được lợi 4 lần về lực nhưng lại thiệt 4 lần về đường đi, do đó không được lợi gì về công, được chưa? Trong trường hợp này là F thì bằng P trên 4, còn F thì bằng 4 lần H. H là chiều cao, H là chiều cao tức là cái đoạn mà vật dịch chuyển, được chưa? Từ dưới lên được bao nhiêu đấy thì nó là H. S thì nó chính là cái đoạn đường mà cái đoạn dây mà chúng ta kéo đi. Chúng ta tìm hiểu về ba lăng. Ba lăng thì là một cái hệ thống kết hợp cả dòng dọc động cố định và dòng dọc động nhằm tận dụng những cái ưu điểm của cả hai loại dòng dọc trên. Có nghĩa là có thể thay đổi hướng của lực, phương của lực đối với cái dòng dọc cố định, còn tận dụng về cái độ lớn của lực đối với dòng dọc động. Thì chúng ta có là với một cái hệ thống dòng dọc cố định và n dòng dọc động thì ta có đó là F thì bằng P trên n mũ 2 mũ n và S thì bằng 2 mũ n nhân với H. B là với hệ thống có n dòng dọc động và n dòng dọc cố định thì ta có cái trường hợp đó là F thì bằng B chia cho 2 nhân n, còn S thì bằng
2 nhân n nhân với h. Thì đối với công thức này thì chúng ta bắt buộc phải chúng ta phải ghi nhớ nhé. F và S trong từng trường hợp chúng ta phải ghi nhớ để khi chúng ta vào các bài tập cụ thể thì chúng ta còn vận dụng được cái công thức này, chủ yếu là vận dụng hai cái công thức này, được chưa? Rồi chúng ta sang cái đòn 7. Đối với đòn 7 thì chúng ta có cái lý thuyết như sau. Đó là dùng đòn 7 được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt hại bấy nhiêu lần về đường đi. Do đó không được lợi gì về công. Ở đây ta có công thức đó là F1 nhân với L1 bằng F2 nhân với L2, được chưa? Trong đó F1, F2 là các lực tác dụng lên đòn 7. Được chưa? L1 và L2 là các cánh tay đòn của lực, hay nói khác nó là khoảng cách từ phương, khoảng cách từ phương của các lực đến cái trục quay. Đấy. Hay nói cái khác là khoảng cách từ từ cái điểm tựa đến phương của các lực. Đấy. Chúng ta sang phần 4 nhỏ là mặt phẳng nghiêng. Thì đối với mặt phẳng nghiêng thì ta sẽ xét cái trường hợp đó là khi ta bỏ qua ma sát, tức là ta bỏ qua ma sát của cái bề mặt này này, đường đi này này, được chưa? Thì ta có đó là B nhân H thì sẽ bằng bằng F nhân với L. Tức là gì? Công có x bằng với công toàn phần. Bởi vì trong trường hợp này chúng ta đã bỏ qua ma sát, thế nên là chúng ta sẽ không có công hao phí nữa. Chính vì vậy trong trường hợp này công có x sẽ bằng với công toàn phần. Công có x thì nó chính là cái lực tối thiểu để nhân nhân cái trọng lượng của vật lên cái chiều cao h, từ cái mép này mà lên đến cái đỉnh B này thì nó có chiều cao là h, được chưa? HB bằng h. Vậy thì P nhân h nó chính là cái công có x. Thế còn cái công toàn phần chính là cái lực kéo nhân với độ dài của quãng đường, trong trường hợp này là BC là bằng L, được chưa? Vì bỏ qua ma sát thế nên là ta có là F nhân với L thì sẽ bằng là P nhân với H, được chưa? Thế còn nếu mà nó có lực ma sát thì chắc chắn là cái F nhân với L này lúc nào nó cũng phải lớn hơn P nhân với H, bởi vì nó là công toàn phần mà, được chưa? Rồi chúng ta xét sang cái trường hợp là khi có lực ma sát. Đấy tôi vừa nói xong. Vậy thì khi có lực ma sát thì ta sẽ có là cái công hao phí sẽ bằng là F ma sát nhân với cả cái độ dài của cái quãng đường đi này, được chưa? Là L, F ma sát nhân với L. Thế còn cái lực kéo vật lên theo mặt phẳng nghiêng thì sẽ là F kéo sẽ bằng là F cộng với F ma sát, được chưa? Từ đó ta có công toàn phần thì sẽ bằng là F kéo nhân với lại L, được chưa? Trong đó cái công toàn phần này thì sẽ bằng là công có x cộng với công hao phí, được chưa? Công hao phí là cái này. Đấy. F ma sát nhân với L. Thế còn công có x thì sẽ là P nhân với H, được chưa? Hiệu suất của mặt phẳng nghiêng thì sẽ là bằng công có x chia công toàn phần rồi nhân với 100%. Rồi, chúng ta vào bài tập số 1, nội dung như sau. Người ta lăn một cái thùng theo một tấm ván nghiêng lên ô tô. Sàn xe ô tô cao 1,2 m, ván dài 3 m. Thùng có khối lượng là 100 kg và lực đẩy thùng là 420 N. A nhỏ, tính lực ma sát giữa tấm ván và thùng. B nhỏ, tính hiệu suất của mặt phẳng nghiêng. Như vậy là muốn tính lực ma sát thì chúng ta phải tính được cái chiều dài của quãng đường thì người ta cho rồi là 3 mét, được chưa? Vậy thì muốn tính lực ma sát thì chúng ta phải tính được cái công hao phí, được chưa? Khi tính được công hao phí rồi thì chúng ta sẽ lấy cái công hao phí đó chúng ta chia cho cái độ dài quãng đường thì sẽ ra cái lực ma sát ngay, được chưa? Bởi vì là chúng ta vận dụng vào cái công thức đó là A hao phí thì bằng lực ma sát nhân với chiều dài quãng đường là L. Thì trong trường hợp này thì L bằng 3, được chưa?
Vậy ta sẽ khai thác cụ thể như sau. Thế còn tính cái hiệu suất của mặt phẳng nghiêng thì chúng ta sẽ phải tìm là công có x và công toàn phần thôi, và chúng ta sẽ tính. Vậy thì chúng ta sẽ khai thác cụ thể cái bài này như sau. Ta có này, nếu không có lực ma sát, nếu không có ma sát thì cái lực đẩy thùng lên thì sẽ bằng là, từ cái công thức đó là F nhân với L thì sẽ bằng B nhân H. Từ đó ta sẽ có F thì sẽ bằng B nhân H nhân với cả cái L, à chia cho cái L, thì đấy chính là cái lực đẩy khi mà có ma sát, được chưa? Khi không có ma sát thì nó sẽ như thế này, được chưa? Nhưng vì ở đây là thực tế thì chúng ta đang phải dùng là lực đẩy là 420 Newton. Như vậy là cái phần dư là 20 Newton để ra chính là cái lực lực ma sát, được chưa? Đấy, như vậy ta lập luận là thực tế ta phải đẩy thùng với một lực là 420 Newton. Vậy cái lực ma sát giữa ván và thùng lúc này chính là F ma sát sẽ bằng F trừ đi F F phải và bằng bằng 20 Newton, được chưa? Chúng ta tiếp tục này, chúng ta sẽ đi tính cái phần công có x để đưa vật lên, sẽ là A có x thì sẽ bằng B nhân H, được chưa? B nhân H bằng B thì bằng 10m, tức là bằng 1000, 1000 nhân với 1,2 thì sẽ bằng 1200, được chưa? Công toàn phần để đưa vật lên thì A sẽ là bằng F nhân với S, F là bằng 420 nhân với 3, chiều cao là à, chiều quãng đường là 3 mà. Đấy, quãng đường là 3. Thế nên là ta sẽ có là 420 nhân với 3 thì sẽ là bằng 1260 joule. Từ đó ta sẽ suy ra được cái hiệu suất của mặt phẳng nghiêng sẽ là H bằng A có x chia cho A toàn phần rồi nhân với 100%. Kết quả là bằng 95%. Được chưa? Chúng ta sang bài tập số 2. Người ta dùng hệ thống dòng dọc để trục một vật cổ bằng đồng có trọng lượng là B bằng 5340 Newton từ đáy hồ sâu H lớn bằng 10 mét lên như hình vẽ, được chưa? Có nghĩa là từ cái mép nước này lên đến cái mép nước này là bằng 10 mét. Rồi, đầu bài yêu cầu hãy tính một nhỏ là tính lực kéo khi A nhỏ là tượng ở phía trên mặt nước, B nhỏ là tượng chìm hoàn toàn dưới nước. Được chưa? Phần hai nhỏ là tính công tổng cộng của lực kéo tượng từ đáy hồ lên phía trên mặt nước H bằng 4 mét. Biết trọng lượng riêng của đồng và của nước lần lượt là 89.000 Newton trên mét khối và 10.000 Newton trên mét khối. Bỏ qua trọng lượng của các dòng dọc. Như vậy phần A này thì yêu cầu thì chúng ta tính đơn giản thôi, được chưa? Thì khi nó ở tính cái lực kéo của nó khi ở trên mặt nước, người ta thấy ở đây là có một cái dòng dọc động. Một dòng dọc động thì sẽ được được lợi hai lần về lực, được chưa? Như vậy là từ cái dữ kiện đầu bài là cho B như thế này, chúng ta sẽ tìm được ngay cái lực kéo khi mà ở trên mặt nước rồi. Thế còn dưới mặt nước thì nó hơi phức tạp một tí, bởi vì là trong trường hợp lực kéo ở vật mà ở dưới mặt nước thì cái vật này ngoài cái việc mà bị chịu lực kéo, nó còn bị tác dụng của lực đẩy Archimedes, đúng không? Thế chính vì vậy mà chúng ta phải tìm các cái đại lượng liên quan để chúng ta tính cái lực đẩy Archimedes. Trong đó có cái đại lượng về thể tích, được chưa? Để chúng ta phải tìm. Vậy thì chúng ta sẽ khai thác bài này như sau. Thứ nhất là khi chúng ta phần 1A này, khi chúng ta dùng dòng dọc động thì được lợi hai lần về lực. Nên lực kéo khi vật đã lên khỏi mặt nước thì rất đơn giản là F sẽ bằng B trên 2 và bằng 5340 chia 2 bằng 2670 Newton. Được chưa? Rồi, chúng ta sang phần 1B. Khi vật ở dưới nước thì thể tích của vật bị chiếm chỗ là đấy. V thì sẽ bằng là chúng ta lấy trọng lượng của vật chúng ta chia cho trọng lượng riêng thì sẽ ra ra thể tích, và trong trường hợp này chúng ta thay số thì sẽ bằng là 0,06 mét khối.
Vậy thì khi chúng ta đã tìm thể tích rồi thì chúng ta sẽ tìm được cái lực đẩy Archimedes tác dụng lên cái vật khi nó ở trong nước. Đó là FA sẽ bằng là V nhân với cái trọng lượng riêng của nước trong trường hợp này. Đó là bằng 0,06 nhân với cả 10.000 Newton trên mét khối thì kết quả sẽ ra bằng bằng 600 Newton. Tiếp, lực do dây treo tác dụng lên vật. Trong trường hợp này thì tôi giả sử lực do dây treo tác dụng lên vật là B1 sẽ là bằng B trừ đi đi FA được chưa? Bằng 5.340 trừ đi 600 và kết quả ra 4.740. Tiếp tục này. Lực kéo khi vật còn ở trong nước thì lúc này chúng ta rất là đơn giản, chúng ta sẽ lấy cái B1 này chúng ta chia đôi ra, bởi vì là trong trường hợp này chúng ta vẫn đang sử dụng cái dòng dọc động đúng không ạ? Chính vì vậy mà F sẽ bằng là B1 chia cho 2 và sẽ bằng là 2.370 Newton được chưa? Chúng ta sang phần 2 nhỏ là yêu cầu là người ta tìm yêu cầu là tìm cái công tổng cộng của lực kéo tượng từ đáy hồ lên trên cao so với mặt nước là 4 mét. Thì chúng ta sẽ tính như sau, đó là vì chúng ta dùng dọc dọc động này lại sẽ bị thiệt hai lần về về đường đi, thế nên là từ dưới đáy hồ lên chúng ta tính là h lớn bằng 10 mét, như vậy là quãng đường kéo của nó là phải mất hai lần h lớn này, rồi chúng ta nhân với F1 được chưa? Rồi đến khi cái chiều cao của nó là h nhỏ bằng 4 mét tính từ mép nước lên thì cái đoạn đường dịch chuyển của dây sẽ phải là bằng hai lần h rồi nhân với cái F F kéo khi trong nước này, thì chúng ta thay số vào chúng ta sẽ ra được là 68.760 joule. Được chưa? Chúng ta tiếp tục là bài tập số 3. Người ta dùng một dòng dọc cố định để kéo một vật có khối lượng 10 kg lên cao 15 m với lực kéo là 120 N. A nhỏ, tính công của lực kéo. B nhỏ, tính công hao phí để thắng lực cản. Thì đối với bài tập này thì chúng ta cũng sẽ sử dụng cái dữ kiện nó là trong trường hợp này thì nó là dòng dọc cố định, thế nên là chúng ta sẽ không được lợi gì về đường đi mà cũng không được lợi gì về lực cả đấy nhỉ. Chúng ta sẽ dùng cái công thức thuần túy thôi. Chúng ta để ý này, với cái khối lượng bằng 10 cân, h bằng 15 mét, F kéo thì bằng 120 N, thì chúng ta sẽ suy ra được cái công của lực kéo, đó là A sẽ bằng F nhân với S. Trong đó là F thì bằng 120 N, còn S lúc này sẽ chính là cái h bằng 15 mét và kết quả ta là bằng 1.800 joule được chưa? Để tìm cái công hao phí thì chúng ta sẽ đi tìm cái công có ích, bởi vì đây là đương nhiên là cái công toàn phần rồi, đấy chưa? Thì cái công có ích để kéo vật thì nó chính là cái lực công của cái lực tối thiểu mà để nâng cái vật có trọng lượng là 10 m này lên, đấy chưa? Vậy thì công có ích trong trường hợp này sẽ là B nhân với S. B nhân với S, B thì bằng 10 nhân với 10 là bằng 100, rồi nhân với S là bằng 15 là bằng 1.500 joule. Từ đây ta suy ra công hao phí nó chính là bằng công toàn phần là 1.800 trừ đi công hao phí là 1.500 thì kết quả sẽ là bằng 300 joule. Được chưa? Bài tập 4. Để đưa một vật có khối lượng 200 kg lên độ cao 10 mét, người ta dùng một trong hai cách sau. A nhỏ, dùng hệ thống một dòng dọc cố định, một dòng dọc động. Lúc này lực của cái lực kéo dây để nâng vật lên là F1 bằng 1.200 N. Hãy tính hiệu suất của hệ thống, khối lượng của dòng dọc động, biết hao phí để nâng dòng dọc bằng 1/4 hao phí tổng cộng do ma sát. B nhỏ, dùng mặt phẳng nghiêng dài L bằng 12 mét,
Lực kéo lúc này là F2 bằng 1.900 N. Tính lực ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng. Tính hiệu suất của cơ hệ. Đấy chưa? Hai này khác là tính hiệu suất của mặt phẳng nghiêng. Thì chúng ta phân tích lại đầu bài một chút. Thứ nhất, đó là người ta sẽ dùng hai cách để đưa cái vật có khối lượng 200 kg lên độ cao 10 m. Đấy chưa? Thì đối với cách thứ nhất thì người ta sẽ dùng một dòng dọc cố định, một dòng dọc động. Thì lúc này lực kéo để nâng vật lên là 1.200 N. Đấy chưa? 1.200 N. Trong cái trường hợp này nó có một dòng dọc động, thế nên là chúng ta sẽ được lợi hai lần về lực. Được chưa? Thế được lợi hai lần về lực thì ở đây chúng ta nhẩm ra thì 200 kg thì trọng lượng của nó sẽ là bằng bằng 2.000 N. Như vậy để kéo thì chúng ta chỉ cần dùng một cái lực ép là bằng một nửa cái 2.000 N này thôi, tức là bằng 1.000 N. Nhưng ở đây nó đang là 1.200 N đây này. Như vậy là ta có thể suy ra ngay là cái lực mà cái lực ma sát trong này là nó sẽ dôi ra là 200 N. Đấy là chúng ta nhẩm trong đầu như thế, đấy chưa? Thì từ đó chúng ta sẽ đi tính được cái công có ích rồi là công toàn phần để chúng ta tính được hiệu suất của hệ thống. Sau đó thì chúng ta sẽ căn cứ vào cái dữ kiện là cái công hao phí để nâng dòng dọc thì sẽ bằng 1/4 cái công hao phí do lực ma sát, thì từ đó chúng ta sẽ suy ra được cái khối lượng của dòng dọc, được chưa? Đấy là phần A. Thế còn phần B thì chúng ta dùng mặt phẳng nghiêng thì chúng ta lực kéo lúc này thì là bằng 1.900. Như vậy là chúng ta cũng sẽ phải tính được cái công có ích và công hao phí để chúng ta sử dụng những cái dữ kiện mà đầu bài ta đã cho là L bằng 12 và F2 bằng 1.900 để chúng ta suy ra cái lực ma sát, được chưa? Và hiệu suất của mặt phẳng nghiêng. Rồi chúng ta sẽ đi khai thác cụ thể như sau. Thứ nhất này, công dùng để nâng vật lên A1 sẽ bằng 10 nhân M nhân H. Đây chính là công có ích, được chưa? Và sẽ là bằng 20.000 J. Khi dùng hệ thống dòng dọc trên dây trên thì vật lên cao một đoạn H thì phải kéo dây một đoạn S bằng 2H. Do đó công dùng để kéo vật đó là A sẽ bằng F1 nhân với S và chính là bằng F1 nhân với cả 2H. Được chưa? Thay số vào thì chúng ta có là 24.000 J. Đây chúng ta thay số vào này. Với F1 bằng 1.200, 10 này là độ cao. Thế vậy thì chúng ta tìm S, chúng ta phải lấy 2 nhân 10 là 20 m. Được chưa? Đó, chúng ta nhân vào thì nó sẽ ra 24.000 J. Từ đây ta sẽ suy ra được cái hiệu suất của hệ thống, đó là H bằng A1 chia cho A nhân 100% thì sẽ bằng 83,33%. Công hao phí thì chúng ta sẽ lấy cái công toàn phần trừ công có ích thì bằng 4.000 J. Mà theo đầu bài thì cái công hao phí để nâng dòng dọc thì bằng 1/4 cái công hao phí tổng cộng này, thì tức là bằng 1.000. Được chưa? Bằng 1.000 thì từ đây ta suy ra cái khối lượng của dòng dọc, đó là tôi giả sử là cái công hao phí để nâng dòng dọc là A phẩy hao phí thì sẽ bằng 10 nhân với M phẩy nhân với H, trong đó M phẩy là khối lượng của dòng dọc, được chưa? Nhân với 10 thì sẽ ra là trọng lượng của dòng dọc, được chưa? Đấy, thì từ đây ta suy được M phẩy thì sẽ bằng là A phẩy chia cho 10H thì thay số vào thì nó sẽ ra 10 kg, được chưa? Chúng ta kết luận cuối cùng đó là khối lượng của dòng dọc là bằng 10 kg. Phần B này, đây là chúng ta dùng mặt phẳng nghiêng. Dùng mặt phẳng nghiêng thì người ta nói rằng là mặt phẳng nghiêng có độ dài là L bằng 12 m và lực kéo là 1.900 N. Tính lực ma sát giữa vật và hiệu suất mặt phẳng nghiêng. Thế thì đối với dùng mặt phẳng nghiêng thì chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ tính cái công có ích để dùng kéo vật lên, thì A1 nó vẫn là bằng 20.000 J như phần A, đấy chưa? Công toàn phần để kéo vật lúc này thì A sẽ bằng F2 nhân với chiều dài của mặt phẳng nghiêng là L. Thì thay số vào chúng ta sẽ bằng là 22.800 J. Từ đây chúng ta suy ra cái công hao phí do ma sát thì sẽ là A hao phí sẽ bằng
A toàn phần trừ A có x và bằng 2800 joule. Tìm được công hao phí rồi, biết chiều dài mặt phẳng nghiêng rồi thì chúng ta chỉ việc lấy cái này chia cho chiều dài mặt phẳng nghiêng là ra lực ma sát ngay, được chưa? Như vậy ta có lực ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là từ cái công thức A hao phí bằng F ma sát nhân với L, thì suy ra F ma sát sẽ bằng A hao phí chia L. Thay số vào thì chúng ta sẽ được là 233,33 Newton. Hiệu suất của mặt phẳng nghiêng thì chúng ta chỉ việc lấy A có x chia cho A toàn phần rồi nhân với 100% là sẽ ra kết quả là 87,72%. Bài 5 này, người ta dùng một ba lăng số dòng dọc cố định và dòng dọc động bằng nhau để đưa một kiện hàng lên cao 3 mét, biết quãng đường dịch chuyển của lực kéo là 12 mét. A nhỏ cho biết cấu tạo của ba lăng nói trên. B nhỏ biết lực kéo có giá trị F bằng 156,25 Newton. Tính khối lượng của kiện hàng nói trên. C nhỏ tính công của lực kéo và công nâng vật không qua ba lăng. Từ đó rút ra kết luận gì? Thì đối với bài này thì trước tiên tôi sẽ lúc đầu thì tôi đã nhắc với các bạn về cái ba lăng cũng như là cái cấu tạo cũng như là cái công thức tính lực cũng như là cái quãng đường trong cái ba lăng. Thì đối với ba lăng thì chúng ta có hai loại, đó là ba lăng thì có một dòng dọc cố định và n dòng dọc động, và một loại ba lăng thì gồm n dòng dọc động và n dòng dọc cố định, hay là khác là số dòng dọc cố định và số dòng dọc động bằng nhau. Thì đối với cái đầu bài người ta cho như này thì chúng ta thấy rằng là đây là cái trường hợp là ba lăng có số dòng dọc cố định và số dòng dọc động bằng nhau. Thì tôi sẽ nhắc lại cho các bạn về cái ba lăng để chúng ta biết. Đây. Trong trường hợp này thì đây là phần A, còn đây là phần phần B. Như vậy bài tập của chúng ta là đang rơi vào cái phần B. Nó bao gồm n dòng dọc cố định và n dòng dọc dọc động, được chưa? Thì đối với trường hợp này thì cái công thức tính lực và công thức tính quãng đường thì nó sẽ như thế này, được chưa? Chúng ta phải ghi nhớ nhé, riêng cái này chúng ta phải ghi nhớ công thức. Rồi chúng ta quay lại phần bài tập. Đây, bài tập người ta cho biết là một ba lăng để đưa kiện hàng lên cao 3 mét và có chiều cao là có chiều dài chiều dịch đường dịch quãng đường dịch chuyển của lực kéo là 12 mét, tức là S bằng 12 và H bằng 3 rồi. Thì như vậy chúng ta sẽ dựa vào các dữ kiện đó để chúng ta cho biết cấu tạo của ba lăng, được chưa? Rồi các phần B, phần C thì chúng ta sẽ áp dụng các cái dữ kiện đã cho để khai thác. Rồi phần A. Chúng ta có này, số cặp dòng dọc từ cái công thức S thì bằng 2 nhân với N nhân với H, trong đó N là cái số dòng dọc. Được chưa? N là số dòng dọc. Vậy thì ở đây ta có này. Ta sẽ suy ra N sẽ bằng là S chia cho 2H và 12 chia 6 bằng 2. Như vậy ở đây là có hai cặp. Hay nói khác là ba lăng này có hai dòng dọc cố định và hai dòng dọc động. Phần A chúng ta sẽ trả lời cấu tạo ba lăng nó như thế. Phần B này, đó là biết lực kéo có giá trị F bằng 156,25 Newton. Tính khối lượng của kiện hàng, tức là tính tính P đấy, được chưa? Vậy thì ta sẽ có này. Từ cái dữ kiện ở phần A là n bằng 2 rồi thì ta sẽ suy ra cái trọng lượng của kiện hàng, đó là từ công thức là F bằng B chia cho 2L, nên ta suy ra B sẽ bằng F nhân với 2 2L, hay là khác là F nhân với 4, được chưa? Và chúng ta thay số vào thì nó sẽ bằng là 625 Newton. Từ đây ta suy ra khối lượng của kiện hàng thì là lấy cái P này chúng ta chia cho 10 sẽ ra khối khối lượng. Đây, M bằng B chia 10 và bằng 62,5 kg. Tiếp này, tính công của lực kéo và công nâng vật không qua ba lăng, từ đó rút ra kết luận gì? Đấy, như vậy là chúng ta có này, công của lực kéo thì F A kéo sẽ bằng F kéo nhân với S, được chưa? Hay là khác là 156 nhân với 12 thì sẽ bằng 1875. Thế còn công của lực để nâng vật sẽ là AML, tức là A công để công công nâng đấy, sẽ bằng là trọng lượng nhân với cả
cả chiều cao, tức là 625 nhân với cả là 3 thì sẽ bằng là 1875, giống như trên. Từ đấy chúng ta rút ra một cái luận, đó là hệ thống ba lăng không cho chúng ta được lợi về công, được chưa? Bài tập 6 này. Người ta dùng một xà beng có dạng như hình vẽ để nhổ một cây đinh cắm sâu vào gỗ. A nhỏ, khi tác dụng một lực ép bằng 100 Newton vuông góc với OB tại đầu B, ta sẽ nhổ được đinh. Tính lực giữ của gỗ vào đinh biết OB bằng 10 OA và góc alpha bằng 45 độ. B, nếu lực tác dụng vào đầu B vuông góc với tấm gỗ thì lực tác dụng thì phải tác dụng một lực có độ lớn bao nhiêu thì mới nhổ được đinh. Thì bài tập này thì nó rơi vào cái dạng đòn bẩy, được chưa? Thì chúng ta lưu ý này, ở đây người ta đang, nếu mà chúng ta trong cái trường hợp như thế này mà người ta tác dụng một cái lực nó vuông góc với B như thế này thì sẽ nhổ được đinh, được chưa? Thế còn ở phần B nhỏ là người ta yêu cầu là bây giờ tác dụng một cái lực mà không vuông góc với B mà thẳng xuống để vuông góc với cái tấm gỗ này này. Đấy, tức là lực sẽ đi thẳng như thế này. Thì chúng ta phải tác dụng một lực là bao nhiêu? Được chưa? Thì chúng ta sẽ khai thác như sau. Chúng ta nhớ dữ kiện đó là ép bằng 100 Newton và vuông góc với cái tay tay đòn OB, được chưa? Rồi chúng ta sẽ gọi điểm tựa là tại O, là tại cái điểm này. Cái FC là lực lực cản của gỗ, được chưa? Nó có chiều đi xuống để nó giữ đinh lại. Đấy. Chúng ta có này, vì FC là vuông góc với OA, thế nên là FC sẽ nhận OA là cánh tay đòn, được chưa? Đây, trường hợp thứ nhất là lực này nó vuông góc với OB và cái lực này này nó bằng 100 Newton này các bạn này. Thế còn tí nữa chúng ta sẽ xét trường hợp đó là lực nó vuông góc với tấm ván thì là trong trường hợp này. Đấy. Giờ ta xét trường hợp này đã nhá. Vì F vuông góc với OB nên OB sẽ là cánh tay đòn của F. Thì theo quy tắc cân bằng của đòn bẩy thì ta có là FC nhân với OA thì sẽ bằng là F nhân với OB, được chưa? Từ đây ta suy ra FC thì sẽ bằng là OB chia cho OA rồi nhân với F, được chưa? Thay OB chia OA thì bằng bằng 10 và F bằng 100 Newton, ta có FC sẽ bằng 10 nhân với cả là 100 thì bằng 10 mũ 3 Newton hay bằng 1000 Newton đấy, được chưa? Tại sao OB trên OA bằng 10? Các bạn nhớ này, đây OB bằng 10 OA thì hay khác là OB chia OA thì sẽ bằng bằng 10, được chưa? Chúng ta sang phần B này. Khi lực F phẩy vuông góc với mặt gỗ thì cánh tay đòn lúc này lại là OH, được chưa? Chứ không phải là OB nữa. Đấy. Thì từ đây ta có OH thì chúng ta sẽ, cái chỗ này chúng ta sẽ phải dùng kiến thức đó là hệ thức lượng trong tam giác vuông, được chưa? Đấy. Ví dụ là ở đây ta có là ở đây người ta có góc alpha này. Người ta đang tính theo hàm cos để cho nó dễ. Bởi vì là nếu hàm sin thì sin đi học. Đấy, sin đi học tức là đối trên kề. Mà cái đối này chúng ta lại đang cần phải phải tìm. Chưa biết nên là rất khó, nên chúng ta phải sử dụng hàm cos, đó là cos không hư tức là cos sẽ bằng kề này trên trên huyền. Thì từ đây ta sẽ suy ra cái cạnh kề này thì sẽ bằng là cạnh huyền này nhân với lại cái cos của góc alpha này này, được chưa? Thì sẽ ra ngay. Đấy, đó chính là tại sao chúng ta lại có OH thì sẽ bằng là OB nhân với cả cos của 45 độ. Bởi vì là cos của 45 độ thì sẽ bằng là kề trên huyền, cos không hư mà. Kề trên huyền là kề là OH chia cho cạnh huyền là OB, xét trong cái tam giác vuông đó là OBH vuông tại H, được chưa? Và ở đây thì ta sẽ có là OB nhân với cos của 45 độ thì cos 45 độ sẽ bằng căn 2 trên 2, như vậy OB nhân với căn 2 trên 2.
Rồi cái điều kiện cân bằng của đòn bẩy lúc này thì là FC nhân với OA thì sẽ bằng là F phẩy nhân với O OH. Từ đây ta suy ra F phẩy, xin lỗi các bạn chỗ này tôi thiếu mất chữ dấu phẩy, chỗ này là F phẩy nhé. F phẩy sẽ bằng là OA chia OH rồi nhân với FC, và chúng ta thay số vào đó là OA trên 2 lần OA trên OB nhân với căn căn 2 nhân với FC, được chưa? Rồi ta lại thay OA bằng 10, OB bằng 10 OA và FC thì sẽ bằng là 10 Newton, 10 mũ 3 Newton, nên ta có F phẩy chỗ này thì sẽ là OA này, chỗ này là 10 OA, được chưa? Thì OA là hết đấy. Sau đó ta sẽ được cái biểu thức như thế này, và sau đó ta sẽ thu gọn cái biểu thức này thì ta sẽ được là 100 nhân với cả căn bậc 2 của hai đơn vị là Newton, được chưa? Chúng ta sang bài tập số 7. Một chiếc xà không đồng chất dài L bằng 8 mét. Khối lượng là 120 kg được tì vào hai đầu AB lên hai bức tường. Được chưa? Trọng tâm của xà cách đầu A một khoảng là GA bằng 3 mét. Hãy xác định lực đỡ của tường lên các đầu xà. Được chưa? Như vậy thì ở đây ta thấy này, lưu ý này, xà này là xà không đồng chất, được chưa? Thế nên là trọng tâm của nó sẽ nằm ở bất kỳ một cái điểm nào mà nó cân bằng được cái thanh đó, được chưa? Nó sẽ là một cái điểm ở một cái vị trí nào đó mà cân cân bằng, để cân bằng cái thanh đó, chứ không nhất thiết phải là ở ở giữa trọng tâm, được chưa? Bởi vì là nó không đồng chất, có nghĩa là cái thanh xà này nó có thể làm bằng bằng nhiều chất, được chưa? Mà các chất thì có cái trọng lượng riêng khác nhau hoặc là có khối lượng riêng khác nhau, thế nên là cái việc mà thể tích ở mỗi một cái thanh xà mặc dù là nó bằng nhau nhưng vì nó có khối lượng riêng khác nhau, thế nên là không phải là đoạn nào nó cũng cũng nặng như đoạn nào. Đấy, đấy là đối với cái thanh thanh đồng không đồng chất. Còn đối với cái thanh nào mà người ta đầu bài người ta cho là thanh đồng chất, được chưa, mà nó to đều như nhau thì đương nhiên là cái trọng tâm của thanh sẽ là ở giữa, được chưa? Đấy, đấy là tôi lưu ý. Rồi chúng ta vào bài này này, thanh này là dài là 8 mét này, được đặt lên hai đầu AB này, hay nói khác là hai cái đầu AB của cái thanh này được đặt lên hai cái bức tường, được chưa? Và yêu cầu là xác định cái lực đỡ của bức tường. Biết cái trọng tâm của xà là cách cái đầu đầu A một khoảng là 3 mét, được chưa? Rồi chúng ta sẽ khai thác như sau. Như vậy là chúng ta trước tiên là chúng ta phải xác định được các cái lực mà tác dụng lên cái xà này. Đấy. Đó chính là cái trọng lượng của cái xà, nó chính là trọng lượng B, và cái hai cái lực đỡ ở hai đầu xà đó là FB và FFA bên này nữa. Đấy, sau đó chúng ta sẽ đi xác định các cái cánh tay đòn của mỗi cái lực mà tác dụng lên cái bộ phận của cái thanh xà này, và sau đó chúng ta sẽ lập cái biểu thức để biểu thị cái sự cân bằng của thanh xà, với một cái điều kiện đó là tổng các cái lực hướng lên trên thì sẽ bằng tổng các lực hướng xuống dưới, được chưa? Thì khi đó ta sẽ tìm được các cái đại lượng liên quan ngay. Rồi chúng ta vào bài tập mà 7 như sau. Chúng ta sẽ đi tìm cái trọng lượng của thanh xà, thế sẽ là bằng là 10 nhân với cả 120 bằng 1.200 Newton. Trọng tâm của xà tập trung tại trọng tâm G của xà. Đấy, tức là ở cái điểm này. Xà thì có hai điểm tựa. Xà chịu tác dụng của ba lực, đó là hai cái lực đỡ ở hai đầu FA và FB và cái trọng tâm, cái trọng lượng, được chưa? Rồi để tính FA thì ta coi xà là một đòn bẩy có điểm tựa tại B, tức là tôi đứng ở đầu này tôi cầm đẩn lên thì đương nhiên là cái xà nó sẽ phải lấy cái điểm tựa ở điểm B này, được chưa? Thì khi xà đứng yên hay nó khác là cân bằng thì ta có đó là FA nhân với cả AB thì sẽ bằng là
trọng tâm nhân với g gb được chưa? Chúng ta không thể lấy trọng tâm nhân với GA trong trường hợp này nhé, bởi vì lúc này là ta đang tính lực tác dụng lên lên cái đầu A, tức là ta đang đại khái là ta đang phải nhấc cái đầu A này lên, được chưa? Thì như vậy là cái trọng tâm này nó cũng phải lấy cái điểm B này làm điểm tựa để nó ghi cái xà này xuống, được chưa? Vậy ta có là từ cái công thức đó ta sẽ suy ra FA sẽ là bằng B nhân với GB chia cho AB, được chưa? Và ta thay số vào sẽ là bằng 1.200 nhân với 5 chia cho 8 thì sẽ bằng là 750 Newton. Cả thanh xà này là 8 mét nhá. Từ G đến A là 3 mét, như vậy là GB của chúng ta sẽ là 5 mét các bạn nhé. Đây nó chính là số 5 mét này. Đã. Rồi bây giờ để tính cái lực ở tại cái đầu B, tức là ta sẽ cầm cái đầu B này ta nhấc lên ấy, thì ta sẽ phải lấy A làm điểm tựa, được chưa? Lấy A làm điểm tựa thì ta sẽ có là FB nhân với cả cái đoạn AB thì sẽ bằng là trọng lượng B nhân với cái đoạn GA, được chưa? Và từ đây ta suy ra FB thì sẽ bằng B nhân với GA chia cho AB, được chưa? Xin lỗi các bạn, chỗ này tôi viết đang nhầm này. Chỗ này là phải chia cho AB, các bạn sửa tôi là chia cho AB nhé. B nhân với lại FB nhân với AB mà sẽ bằng B nhân với GA. Thì từ đây ta suy ra FB sẽ bằng B nhân với GA chia cho AB. Đấy, chỗ này là AB này. Đấy. Thì sẽ bằng 1.200 3 nhân với cả chia cho cả 8 thì sẽ ra là bằng 450 Newton. Như vậy ở đây ta kết luận đó là lực đỡ ở hai đầu bức tường đó là tại đầu A thì sẽ là 750 Newton, còn tại đầu B thì sẽ là 450 Newton. Chúng ta nhìn hình vẽ này thì chúng ta cũng giải thích được rất là đơn giản, đó là cái thanh nó như thế này mà cái trọng lượng của ông ở khu này thì đương nhiên cái ông nào ở gần với cái trọng lượng B hơn thì ông đấy sẽ phải phải chịu một cái lực lực đỡ nặng hơn hay nói khác là lớn hơn. Thì ở đây ông FA là 750, thế còn ông FB thì nó ở xa cái trọng lượng P này hơn, thế nên nó chỉ là 450 Newton thôi. Các bạn lưu lại cái chú ý. Bài tập 8. Một chiếc xà đồng chất tiết diện đều, khối lượng là 20 kg, chiều dài là 3 m. Tì hai đầu lên hai bức tường, một người có khối lượng là 75 kg, đứng cách đầu xà là 2 m. Xác định xem mỗi bức tường chịu tác dụng một lực bằng bao nhiêu. Đấy, thanh này là thanh đồng chất, đúng chưa? Đương nhiên là đã là thanh đồng chất thì trọng tâm của nó sẽ ở giữa thanh, được chưa? Thế bây giờ khối lượng là 20 kg, chiều dài 3 m. Một người đứng bộ một người có khối lượng 75 kg lại đứng cách đầu xà là 2 m. Được chưa? Xác định xem mỗi bức tường chịu tác dụng một lực bằng bao nhiêu. Thì đối với bài này chúng ta sẽ khai thác như sau. Đây, trọng tâm. Như vậy là chúng ta phải xác định được các cái lực mà tác dụng lên cái thanh xà này. Đó là lực đỡ hai đầu A và B. Cái lực của cái ông 75 kg đứng ở đây. Còn chỗ này là cái trọng lượng của cái thanh này. Được chưa? Và trong trường hợp này thì tôi giả sử là cái thanh này thì nó đã đầu bài cho là 3 mét. Thế còn cái ông mà có 75 kg đứng ở đây, như vậy là tôi sẽ giả sử là cái người này sẽ đứng cách đầu B là 2 m, được chưa? Nhìn theo cái khoảng cách này, cách đầu B 2 m. Thì từ đây thì ta cũng sẽ tính lần lượt cái lực ở đầu A và lực ở đầu đầu B, và chúng ta sẽ xác định được các cái lực tác dụng lên đầu A và tác dụng lên đầu B bằng cách là chúng ta sẽ chia từng trường hợp. Xét lực ở đầu A thì sẽ phải lấy đầu B làm điểm tựa. Xét lực ở đầu B thì sẽ phải lấy đầu A làm điểm tựa. Và chúng ta cũng sẽ phải lập cái biểu thức khi mà cái đòn bẩy này cân bằng bằng cách là tổng các lực đi lên thì sẽ bằng tổng các lực đi đi xuống, được chưa? Ở đây thì nó khác so hơn với bài trước là nó có thêm cái trọng lượng lượng B này nữa, được chưa? Đấy, thì các bạn xem cái cách tôi trình bày này. Các bạn xem là cách trình bày và chúng ta sẽ tự trình bày, tự giải. Kết quả thì tôi đã trình bày sẵn đây rồi. Đấy. Rồi.
để tính FA thì ta coi đầu B là điểm tựa, được chưa? Ta có biểu thức cân bằng đây. Rồi, chúng ta thay số vào là ra, được chưa? Để tính FB thì ta phải coi đầu A là điểm tựa. Đấy, cũng phải lập cái biểu thức tính cân bằng là ra. Rồi, chúng ta sang bài tập số 9. Một người muốn cân một vật nhưng trong tay không có cân mà chỉ có một thanh cứng có trọng lượng B bằng 5 Newton và một quả cân có khối lượng là 500 gram. Người ấy đặt thanh lên một điểm tựa O trên vật vào đầu A. Khi treo quả cân vào đầu B thì thấy hệ thống cân bằng và thanh nằm ngang. Đo khoảng cách giữa vật và điểm tựa thấy OA bằng 1 phần 4 L và OB bằng 1 phần 2 L. Hãy xác định khối lượng của vật cần cân. Chúng ta phân tích lại cái dữ kiện ở bài một chút. Đó là cái thanh cứng này có trọng lượng là 5 Newton. Được chưa? M của cái thanh cứng này là bằng bằng 5 Newton. Vậy thì tiếp theo đó là vật một quả cân có khối lượng là 0,500 gram mà bằng 0,5 kg. Được chưa? 0,5 kg thì trọng lượng của nó thì cũng là bằng bằng 5 Newton. Được chưa? Người ấy đặt thanh lên một cái điểm tựa, đây là cái điểm tựa. Và treo một quả cân vào đầu B thì thấy hệ thống cân bằng. Được chưa? Đấy, cái vật quả cân này là 5 Newton nhá. Thế còn cái vật này treo vào đây thì thấy cân bằng. Được chưa? Cả cái chiều dài này là L này, được chưa? Thì cái đoạn OA này bằng 1 phần 4, còn OB thì bằng bằng 1 phần 2 L. Rồi chúng ta sẽ sử dụng các cái dữ kiện này, chúng ta khai thác cái bài tập số 9 như sau. Chúng ta xác định các cái lực tác dụng lên thanh AC. Tôi gọi cái thanh AC này này, đây đây là đầu C, cả cái thanh AC này là có chiều dài là L nhá. Trọng lượng B1, B2 của các vật treo tại A và B, đây, B1, B2 treo tại A. Trọng lượng P của thanh tại cái trung điểm Y. Và ta có là OI thì sẽ bằng bằng 1 phần 4 L. Được chưa? Đấy. Khi thanh cân bằng ta có B1 này. Chúng ta tìm tất cả các cái mối liên hệ giữa các cái lực này nhá, là cái bên này nó sẽ cân bằng với hai cái bên bên này, được chưa? B1 nhân với OA thì sẽ bằng là B nhân với OI cộng với B2 nhân với OB. Được chưa? Đấy, cân bằng nhau mà. Thì từ đây ta sẽ suy ra B1 thì sẽ bằng vế phải chia cho OA. Ta thay các cái số vào. Đấy. B này thì là bằng 5 Newton. Thế còn quả cân là B2 thì tôi cũng nói rồi là bằng bằng 5 Newton. OI thì bằng 1 phần 4 L hay là L trên 4. OB thì bằng L trên trên 2, còn OA thì bằng cũng L trên trên 4. Ta rút gọn L với L với ở trên tử với dưới mẫu đi này. Đấy chưa? Đặt nhân tử chung là L ra thì rút gọn L với trên tử với mẫu thì thu gọn lại thì ta sẽ có kết quả là 15 Newton. Đấy chưa? Đấy. Vậy chúng ta sẽ suy ra cái khối lượng của vật. Đó là M1 sẽ là bằng B1 chia 10. Thay số vào thì sẽ bằng 1,5 kg. Được chưa? Chúng ta sang bài 10. Một thanh đồng chất tiết diện đều, một đầu nhúng vào nước, đầu kia tựa vào thành chậu tại điểm O, sao cho OA bằng 1 phần 2 OB. Khi thanh cân bằng, mực nước ở chính giữa thanh. Tìm khối lượng riêng D của thanh, biết khối lượng riêng của nước là D0 bằng 1.000 kg trên mét khối. Được chưa? Như vậy là cả cái OB này chia làm 3 phần thì OA này chiếm 1 phần, còn OB này chiếm 2 phần. Hay nói khác là OA thì bằng một nửa OB, được chưa? Khi thanh cân bằng thì mực nước ở chính giữa thanh.
khi anh cân bằng thì mực nước sẽ ở trung điểm của anh. Tìm khối lượng riêng D của thanh. Rồi chúng ta sẽ khai thác bài này như sau này. Đây, khi cân bằng tức là cái đầu B này nó không còn cắm hông chậu nữa mà nó sẽ nổi dần lên đến cái vị trí là cân bằng, thì là đúng cái giữa thanh ở mép nước, được chưa? Vậy thì bây giờ ta sẽ xác định tất cả các cái lực tác dụng lên cái thanh AB này, được chưa? Rồi ta sẽ viết cái biểu thức để thể hiện cái sự cân bằng của cái thanh. Đấy, thì chúng ta sẽ tìm ra kết quả ngay. Thì tôi sẽ xử lý như sau này. Tôi gọi cái L là chiều dài của thanh AB. O là cái điểm tựa. O này thì bất di bất dịch, được chưa? OA này bất di bất dịch. Đấy. Thanh chịu tác dụng của hai lực. Thứ nhất đó là cái trọng lực B đặt ở giữa của thanh, được chưa? Cánh tay đòn của nó lúc này chính là OM. Tiếp là lực đẩy Archimedes FA tác dụng lên tâm của cái đoạn MB. Chúng ta lưu ý này, nó sẽ tác dụng lên tâm của đoạn MB bởi vì là MB nó là cái phần ngập trong nước. Vậy thì lực đẩy Archimedes lúc này sẽ phải tác dụng vào cái tâm của cái đoạn mà bị ngập trong nước đó, được chưa? Như vậy là nó sẽ tác dụng ở cái điểm N là điểm trung điểm của đoạn MB. Cánh tay đòn của cái lực đẩy Archimedes lúc này nó chính là cái đoạn NO hay nó là ON hay NO thì cũng thế, được chưa? Đấy. Tiếp này, ta có này, từ cái OA cộng với OB thì đây, OA cộng với OB thì bằng L, mà OB thì lại bằng 2 lần OA, nên ta có là OA thì sẽ bằng L trên 3, còn OB sẽ bằng L 2L trên 3, được chưa? Từ đây ta suy ra cái đoạn OM này này, đoạn OM thì sẽ bằng cái đoạn MB trừ đi đoạn OA, được chưa? À, cái đoạn OM thì sẽ bằng đoạn OB trừ đi cái đoạn MB, được chưa? Mà MB thì là L trên 2, được chưa? Còn OB thì nó chính là 2L trên 3 trừ lấy 2L trên 3 này trừ đi L trên 2 thì ta sẽ còn là L trên 6, hay nói khác là đoạn OM sẽ bằng L trên 6. Tiếp này, vì điểm N là trung điểm của đoạn MB, N này này là trung điểm của đoạn MB, mà đoạn MB này này bằng L trên 2, thế nên là cái đoạn NM này sẽ là L trên 4. L trên 4 này cộng với MO là N trên 6 thì sẽ ra đoạn NO, hay nói khác là đoạn NO lúc này, ON lúc này sẽ là bằng N trên 4 cộng N trên 6 và bằng 5L trên 12. Đến đây rồi thì ta đã xác định được cánh tay đòn của tất cả các cái lực rồi, thì ta sẽ đi viết cái biểu thức để biểu thị cái sự cân bằng của cái thanh này như sau. Đó chính là trọng lượng nhân với cánh tay đòn là MO bằng với cả là lực đẩy Archimedes nhân với cánh tay đòn là NO, được chưa? Thì từ đây ta sẽ thay số vào, đó là B nhân với L trên 6 sẽ bằng FA nhân với 5L trên 12. Đến đây ta sẽ triệt tiêu L ở hai vế đi, được chưa? Thì từ đây ta sẽ suy ra B sẽ bằng là cái vế phải này FA nhân với 5 phần 12 chia cho 6, được chưa? Và thu gọn lại thì ta sẽ có là B sẽ bằng 2,5 nhân với FA, được chưa? Mà B thì bằng 10 nhân với M, FA bằng với 2,5 lần FA, hay nói khác là M thì lại bằng D nhân với V, được chưa? Như vậy là 10M thì sẽ bằng 10 nhân D nhân V thì sẽ bằng 2,5 nhân với cả là lực đẩy Archimedes thì sẽ bằng là trọng lượng riêng của nước nhân với cả là thể tích của cái phần chìm trong nước, hay là khác thể tích của cái đoạn MB, được chưa? Mà cái trọng lượng riêng của nước thì sẽ bằng 10 lần khối lượng riêng của nước, tức là 10 nhân với D0. Thế còn cái VMB này thì chúng ta sẽ bằng là
đây ta tính VMB thì sẽ bằng là thể tích của cả cái thanh này chia cho 2, bởi vì đoạn MB này bằng một nửa cái thanh AB mà. Từ đây ta sẽ suy ra thế cái VMB này này sẽ bằng V trên 2 vào đây. Đấy, sau đó chúng ta triệt tiêu V với V bên này đi, được chưa? Thì từ đây 10 với 10 nữa là triệt tiêu đi. Thì từ đây ta suy ra đó là D sẽ bằng là 2,5 nhân với D0 nhân với 1 phần 2. Và từ đây ta thay số D0 vào nữa thì ta sẽ suy ra được cái D này sẽ là bằng 1.250 kg trên chỉ mét khối. Đấy là cái nội dung của bài tập số 10. Chúng ta vào bài tập số 11. Khi kéo một vật có trọng lượng M1 bằng 50 kg để di chuyển đều trên mặt sàn, ta cần một lực F1 bằng 50 N. Theo phương di chuyển của vật, cho rằng lực cản chuyển động hay nói khác là lực ma sát tỷ lệ với trọng lượng của vật. A nhỏ, tính lực cản để kéo một vật có khối lượng là M2 bằng 500 kg di chuyển đều trên mặt sàn. B nhỏ, tính công của lực để vật M2 đi được đoạn đường là S bằng 10 m. Thì cái này thì chúng ta bài này cơ bản là cũng không khó lắm, thì chúng ta sẽ khai thác luôn như sau. Chúng ta nhớ là trọng lượng là M1 bằng 50 kg này thì cần phải một cái lực đó là 50 N, được chưa? Cho rằng lực cản thì chuyển động thì tỷ lệ với trọng lượng của vật, tức là vật nó càng lớn thì lực cản càng càng lớn. Đấy là cái câu để minh họa cho cái tỷ lệ với trọng lượng của vật. A nhỏ là tính lực cản để kéo một vật có khối lượng M2 bằng 500 kg di chuyển đều trên mặt sàn. Rồi chúng ta sẽ xử lý như sau. Do lực cản tỷ lệ với trọng lượng nên ta có F thì sẽ bằng là K nhân với B và bằng K nhân 10 nhân M. K là hệ số tỷ lệ. Do vật chuyển động đều trong hai trường hợp nên ta có này. F1 thì sẽ bằng F cản 1 và bằng K nhân với 10 M1. F2 thì bằng F cản 2 và bằng K nhân 10 M2. Rồi chúng ta sẽ lấy vế dưới chúng ta chia cho vế trên đi, được chưa? Bỏ hai cái này đi thì ta có F1, F2 trên F1 thì sẽ bằng vế này chia cho vế này, thì ta rút gọn được 10 10 K với K thì sẽ còn là M2 trên M1 thôi, được chưa? Đây. Từ đây ta suy ra F2 thì sẽ bằng là M2 trên M1 nhân với F1, thay số vào thì chúng ta sẽ ra là 500 Newton. Như vậy là để kéo cái vật có khối lượng M2 bằng 500 kg thì chúng ta cần một lực đó là 500 Newton, được chưa? B là tính công của lực F2 thực hiện khi vật M2 di chuyển một đoạn đường là S bằng 10 mét, thì chúng ta chỉ việc là lấy 500 nhân 10 sẽ là 5.000 joule thôi, được chưa? Đây. Chúng ta sang bài 12 này. Dùng hệ thống dòng dọc sau để kéo vật đi lên đều có trọng lượng B bằng 100 Newton. A nhỏ, tính lực kéo dây. B nhỏ, để nâng vật lên cao 4 mét thì phải kéo dây một đoạn bằng bao nhiêu? Tính công dùng để kéo vật. Rồi chúng ta phân tích lại cái dữ kiện đầu bài, đó là trọng lượng của vật P này là bằng 100 Newton, tính lực kéo của dây. Thì chúng ta để ý này, ở đây có một dòng dọc, một dòng dọc động, được chưa? Đương nhiên lực F này sẽ bằng B trên 2 luôn. Đấy, tính nhanh như thế. Thế còn để nâng vật lên cao 4 mét thì cần phải kéo một đoạn dây bằng bao nhiêu? Thì đơn giản thôi. Lên cao 4 mét thì F thì phải bằng F được lợi 2 lần rồi thì quãng đường phải bị thiệt 2 lần, tức là quãng đường phải gấp đôi cái chiều cao. Như vậy quãng đường ở đây là bằng bằng 8 mét, được chưa? Công dùng để kéo vật. Công dùng để kéo vật thì chúng ta lấy luôn cái lực F mà chúng ta vừa tính ở phần A, chúng ta nhân với lại cái quãng đường mà vật di chuyển, tức là nhân với S, tức là nhân với 8, được chưa? Thì sẽ ra được cái bài này ngay. Thì cái bài này nó cũng cơ bản rất đơn giản. Đây tôi sẽ trình bày đây nhá. Các bạn xem qua sau đó là chúng ta sẽ trình bày lại vào vở nhá. Rồi chúng ta sang bài 13. Dùng ba lăng gồm một dòng dọc động và một dòng dọc cố định để đưa một vật có khối lượng 60 kg lên cao
phải kéo dây đi một đoạn là 2 mét. Bỏ qua ma sát và trọng lượng các dòng dọc, tìm độ lớn của lực kéo, quãng đường vật di chuyển, công của lực kéo. Phần B, biết mỗi dòng dọc có lực ma sát là 2 Newton. Tìm hiệu suất 3 lăng, bỏ qua trọng lượng của các dòng dọc. C, nếu ma sát vẫn là 2 Newton nhưng trọng lượng mỗi dòng dọc là 4 Newton, tìm hiệu suất 3 lăng. Được chưa? Thì đối với phần A thì chúng ta đơn giản thôi, được chưa? Chúng ta ở đây chúng ta có khối lượng của vật rồi thì chúng ta sẽ tìm được cái trọng lượng của vật. Được chưa? Ở đây là chúng ta đã lên cao thì phải kéo dây đi một đoạn là 2 mét, như vậy sẽ suy ra được chiều cao. Bởi vì ở đây có một dòng dọc động mà. Được chưa? Mà H đi được F đi được 2 mét rồi thì H thì sẽ bằng nửa S. Được chưa? Đấy, chúng ta sẽ khai thác như vậy. Biết mỗi dòng dọc có lực ma sát là 2 Newton, tìm hiệu suất của 3 lăng. C là nếu ma sát vẫn là 2 Newton nhưng trọng lượng mỗi dòng dọc là 4 Newton, tìm hiệu suất 3 lăng. Thì trong quá trình tính toán thì chúng ta chỉ lấy cái giá trị 4 Newton của dòng dọc động thôi, chứ còn dòng dọc cố định thì cái giá trị 4 Newton thì nó vẫn để nguyên đấy chứ nó không sử dụng. Tí các bạn sẽ biết. Rồi chúng ta khai thác nhé. Phần A nhỏ là trọng lượng của vật thì bằng 600 Newton này. Bỏ qua ma sát và sử dụng hai dòng dọc động nên ta có, chỗ này là một dòng dọc động đấy nhá. Chỗ này là hai dòng dọc, trong đó có một dòng dọc động, chỗ này tôi biết còn thiếu. Đấy. Nên ta có F thì sẽ bằng B trên 2, được chưa? Và bằng 300 Newton. F thì sẽ bằng 2 lần H và bằng 2 mét. Từ đây ta suy ra ra H là sẽ bằng bằng 1 mét, được chưa? Công của lực kéo thì ta sẽ có là A sẽ bằng F nhân S, lấy 300 nhân 2 và bằng 600 joule. Phần B này, lực kéo thực tế để thắng lực ma sát đó là F1 sẽ bằng cái F cộng với cái F ma sát, được chưa? F lúc nãy phần A là tính là 300, được chưa? Lực ma sát 2 Newton thì cộng vào. Đấy. Thì là bằng 302 Newton. Từ đó ta suy ra cái công toàn phần để kéo vật thì sẽ lấy cái lực kéo F1 302 này chúng ta nhân với quãng đường S là 2 thì sẽ bằng 604 joule. Từ đó ta sẽ suy ra được cái hiệu suất của 3 lăng là sẽ bằng 600 trên 604, sẽ bằng 99,3 Newton. Được chưa? Tiếp này. Đấy. À, thực tế thì lúc nãy là chúng ta vẫn giữ nguyên đó là cái lực ma sát là 2 Newton nhưng mà trọng lượng của mỗi dòng dọc này thì sẽ là 4 Newton nữa. Thế nên là trong cái này thì ta sẽ cái lực kéo của ta sẽ phải là cộng thêm với 4 Newton, có nghĩa là sẽ phải cái lực kéo tối thiểu này cộng với cái lực kéo ma sát này và cộng với lại cái lực kéo của dòng dọc này nữa. À, cộng với cái trọng lượng của dòng dọc này nữa thì sẽ 300 cộng với 2 cộng với 4 306. Từ đây ta sẽ suy ra được cái công toàn phần của lực kéo này sẽ là bằng 306 ta nhân với 2 này thì sẽ ra là bằng 612 joule. Và đến đây thì ta sẽ tính được cái hiệu suất của ba lăng trong trường hợp này sẽ là bằng A có x chia cho A toàn phần bằng 600 trên 612 và bằng 98,04%. Rồi chúng ta sang bài 14. Cho hệ thống cơ học như hình vẽ bên. Vật 1 có trọng lượng là B1, vật 2 có trọng lượng là B2. Mỗi dòng dọc thì có trọng lượng là B1 bằng 1 Newton. Bỏ qua ma sát, khối lượng của thanh AB và của các dây treo. Khi vật 2 được treo ở C với AB bằng 3, AB bằng 3BC thì hệ thống cân bằng. Khi vật 2 ở chỉ được treo ở D với AD bằng DB thì phải nối vật 1, một vật thứ ba có trọng lượng là B3 bằng 5 Newton để hệ thống cân bằng. Tính B1 và B2. Thì đối với bài này chúng ta sẽ phân tích lại cái đầu bài như sau. Thứ nhất, đây là cái trường hợp này là trường hợp A, được chưa? Trường hợp thứ nhất đó là treo vật ở vị trí C sao cho AB thì bằng 3 lần BC. Tức là cái AB này sẽ chia làm 3 phần bằng nhau thì BC sẽ lấy 1 phần 3, được chưa?
Bây giờ người ta yêu cầu ông ta tính B1 và B2. Biết mỗi cái dòng dọc này này có trọng lượng là 1 Newton, được chưa? Đấy. Thế còn trong trường hợp mà cái B2 này treo ở giữa thanh, tức là ở cái điểm D, thì muốn cân bằng thì chúng ta phải lắp ở cái đoạn B1 này một cái vật có trọng lượng là B3 bằng 5 Newton nữa thì hệ thống mới cân bằng. Đấy, và chúng ta yêu cầu là tính B1 và B2 trong trường hợp này. Thì đối với bài này các bạn này để ý này, đó là nó có cái từ nếu, được chưa ạ? Hay à, từ 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 khi, đó là khi vật 2 ở trường hợp này thì như này, khi vật 2 ở trường hợp 2 thì ở trường hợp thứ hai thì như kia, thì chúng ta sẽ lưu ý là chúng ta sẽ xây dựng với mỗi một trường hợp là một cái biểu thức. Đấy, và khi hai trường hợp là hai biểu thức này nó có liên quan tới nhau thì chúng ta sẽ thế cái biểu thức nọ vào biểu thức kia để tìm được cái dữ kiện cuối cùng, được chưa? Thì với bài này tôi sẽ khai thác như sau này. Thứ nhất là tôi sẽ xét cái trường hợp là khi vật treo ở cái điểm C, và lúc này là AB thì sẽ bằng là 3 lần BC, được chưa? Đấy. Thì đến đây thì tôi sẽ tính được cái lực tác dụng lên đầu A của đòn bẩy AB, lúc này là sẽ có điểm tựa tại tại B, được chưa? Đó là F thì sẽ bằng là B1 cộng cộng với B1 chia cho 2, và chính là bằng 1, B là rồi khối lượng của dòng dọc mà, 1 cộng với B1 chia 2, đấy chưa? Đấy. Và khi hệ thống cân bằng thì ta có đó là F nhân với cả là AB, đúng không ạ? F nhân với cả AB, F này nó đang có chiều hướng hướng lên trên thì nó sẽ phải lấy B làm điểm tựa các bạn nhé. Như vậy F nhân với AB là thanh đòn của nó này thì sẽ bằng B2, được chưa? Cũng lấy B làm điểm tựa, như vậy cái tay 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 đòn của nó sẽ là đoạn đoạn BC, sẽ bằng B2 nhân với BC, được chưa? Tại sao trong trường hợp này chúng ta lại tính được F thì lại bằng là trọng lượng của cái dòng dọc động này cộng với lại B1 chia 2? Bởi vì ta để ý này, ở đây là trường hợp có một dòng dọc động, thế nên là lực tác dụng hay khác lực kéo thì sẽ bằng một nửa trọng lượng của vật, được chưa? Mà trọng lượng của vật lúc này thì ngoài trọng lượng của vật thì có cả thêm trọng lượng của dòng dọc, vậy thì ta sẽ cộng hai cái này vào với nhau để sau đó chúng ta chia đôi ra thì tìm được F. Và đến đây thì ta lại xét trên cái thanh AB này, được chưa? Để xác định cái lực F, được chưa? Thì ta sẽ có cái biểu thức như thế này. Thì đến đây rồi thì ta sẽ suy ra được một cái điều, đó là chúng ta thay F thì bằng 1 cộng với B1 chia cho 2 nhân với AB thì sẽ bằng B2 nhân với CB. Hay nói khác là cái AB này thì tôi thay bằng 3 lần BC, và tôi triệt tiêu cái BC ở hai vế đi thì tôi sẽ được cái biểu thức 1 này, được chưa? Thì sẽ nhân chéo lên đây là 2B2 sẽ bằng 3 nhân với 1 cộng với B1. Tôi ký hiệu đây là biểu thức 1. Bây giờ tôi sẽ khai thác khi treo vật ở cái điểm D thì để được một cái biểu thức 2 nữa, và tôi sẽ thế các cái biểu thức vào với nhau để tìm được kết quả cuối cùng, được chưa? Đây, đó là khi vật 2 treo ở D, D là ở trung điểm của thanh thanh AB. Thì khi này ta sẽ phải tính được cái lực F trong trường hợp này. Lực F trong trường hợp này thì vẫn bằng là tổng cái trọng lượng chia cho 2. Bây giờ thì mình sẽ cộng tổng cái trọng lượng của ba cái thành phần. Thứ nhất là vật B1 ban đầu này, tiếp là cộng với cái khối lượng của dòng dọc này, và cộng với cả cái vật cái trọng lượng treo thêm vào là B3, được chưa? Và cộng vào thì nó sẽ bằng là vật treo thêm vào là 5 Newton. Như vậy ta có là 5 cộng 1 là 6, 6 cộng với B1 chia 2. Thì đến đây ta sẽ lại tính cái lực tác dụng ở lực F tác dụng ở F1 tác dụng ở đầu A trong trường hợp này, đó chính là cái lực mà có điểm tựa tại điểm B, được chưa? Và khi cân bằng thì nó sẽ cân bằng với cái trọng lượng B2, được chưa? Cũng có điểm tựa tại điểm B và nó sẽ có cánh tay đòn là đoạn đoạn BD, được chưa? Hay nói khác là F1 nhân AB sẽ bằng
B2 nhân với DB. Với F1 thì ta thay cái biểu thức là 6 cộng với B1 trên 2 này vào. Được chưa? Thì từ đây ta sẽ có là 6 cộng với B1 trên 2 nhân với cả 2DB. Bởi vì là ở nhân với AB mà AB thì bằng 2 lần DB mà chúng ta thay vào để nhằm mục đích là triệt tiêu. Được chưa? Thì chỗ này là 2 với 2 là hết, DB với DB là hết. Như vậy ở đây ta có là B2 sẽ bằng 6 cộng với B1. B2 cộng bằng 6 cộng B1 thì ta quay lại cái trường hợp 1 là cứ chỗ nào có B2 thì ta thay 6 cộng B1 vào. Được chưa? Đấy, ở đây này tôi đã nói là thay 2 vào 1 thì ta được là 2 cộng với lại 6 cộng với B, 2 nhân với 6 cộng B1 thì sẽ bằng 3 nhân với 1 cộng B1. Chúng ta khai triển phá ngoặc ra thì chúng ta sẽ tìm được B1 bằng 9 Newton. B1 bằng 9 Newton rồi tha tay vào đây thì sẽ suy ra B2 bằng bằng 15 Newton. Đây chính là cái kết quả cuối cùng của bài toán này. Được chưa? Chúng ta sang bài tập số 15. Một người có trọng lượng B bằng 600 Newton đứng trên tấm ván được treo vào hai dòng dọc như hình vẽ. Để hệ thống được cân bằng thì người phải kéo dây. Lúc đó lực tác dụng vào trục dòng dọc cố định là F bằng 720 Newton. Tính A nhỏ, lực do người nén lên tấm ván. B, trọng lượng của tấm ván. Bỏ qua ma sát, khối lượng của các dòng dọc, có thể xem hệ thống trên là một vật duy nhất. Chúng ta phân tích đầu bài này một chút. Đó là người thì có trọng lượng B là bằng 600 Newton, hay nói khác là có khối lượng là 60 kg đấy. Và để cân bằng thì người này phải cầm vào một đầu của dây này, được chưa? Đầu này thì cố định vào tấm ván. Để hệ thống được cân bằng thì chúng ta thấy rằng là cái lực tác dụng vào cái trục dòng dọc cố định lúc này sẽ là bằng 720 Newton, tức là cái F nó sẽ nằm ở chỗ này là bằng 720 Newton. A nhỏ là tính lực do người nén lên tấm ván. B là trọng lượng của tấm ván. Lực do người nén lên tấm ván chính là cái áp lực mà hai cái bàn chân này của chúng ta nén xuống cái tấm ván này, được chưa? Có chiều đi xuống, được chưa? Trọng lượng của tấm ván, trọng lượng tấm ván thì chúng ta sẽ áp dụng cái sự cân bằng của các cái lực trong cái trường hợp là tấm ván cân bằng thì chúng ta sẽ tìm ra được cái trọng lượng của tấm ván. Chúng ta sẽ khai thác cụ thể như sau này. Thứ nhất, chúng ta gọi T là lực căng dây ở cái dòng dọc động. Đây là lực T, được chưa? Lực T này thì nó sẽ có các cái kiểu, đó là cái chỗ này cố định thì nó sẽ kéo cái chỗ này xuống. Thế còn cái chiều mà hướng lên lực căng T này thì là do cái người ta kéo ở bên đầu bên này thì nó sẽ sang bên này, được chưa? Đấy thì nó có cái chiều hướng lên như vậy. T phẩy là cái lực căng ở cái dòng dọc cố định, được chưa? Thì như vậy cái T phẩy ở đầu bên này nó hướng dưới là do cả cái dòng dọc động này kéo xuống, còn T phẩy này hướng xuống dưới này thì là nó do cái dây nó đã cố định ở tấm ván nó kéo xuống, và đồng thời lúc này thì cũng xuất hiện một cái lực căng T phẩy từ hướng lên trên, được chưa? Do cái dòng dọc cố định này nó kéo lên hướng lên trên, được chưa? Để nó cân bằng. Thì ta có này, T phẩy thì bằng bằng 2T, được chưa? T phẩy thì bằng bằng 2T. Có nghĩa là cái lực kéo T phẩy ở cái dòng dọc cố định này thì sẽ bằng 2 lần cái lực kéo kéo T ở cái dòng dọc. F của chúng ta lúc này, F của chúng ta lúc này thì bằng bằng 2 lần T phẩy. 2 lần T phẩy mà T phẩy thì lại bằng bằng 4T. Thế nên là F sẽ bằng 4 4T, được chưa? Từ đó ta suy ra T sẽ bằng bằng F chia cho 4 và bằng 720 chia cho 4 và bằng bằng 180 Newton, được chưa? Chúng ta gọi Q là cái lực mà người nén lên tấm ván thì khi đó ta có Q thì sẽ bằng là B trừ đi T. Đấy, chúng ta nhìn vào đây này.
Đấy, Q hướng xuống dưới, B cũng hướng xuống dưới. T thì trong trường hợp này có T hướng hướng lên trên. Tại sao Q lại bằng bằng B chỉ đi T? Bởi vì là nếu mà không có cái lực căng T này nó kéo lên thì lúc này Q chính là bằng luôn với cả cả trọng lượng của người nén lên tấm ván này. Nhưng mà vì có cái lực căng T nó kéo kéo lên, thế nên là lúc này là T cộng với Q thì mới bằng cả cái trọng lượng của người thực, được chưa? Hay là khác là Q trong trường hợp này thì sẽ bằng là trọng lượng trừ đi cái lực lực căng T và bằng 420 Newton. Đấy chính là cái phần A. Phần B nhỏ này là tính trọng lượng của tấm ván, thì ta gọi B phẩy là trọng lượng của tấm ván. Coi hệ thống trên là một vật duy nhất và khi hệ thống cân bằng thì ta có đó chính là cái độ lớn của lực kéo ở đầu bên này tấm ván và độ lớn của lực kéo đầu bên này tấm ván thì sẽ bằng là cái áp lực Q lúc này cộng với cả cái trọng lượng của tấm ván. Được chưa? Tại sao mà chúng ta lại không lấy B chúng ta cộng với B phẩy? Bởi vì cái B phẩy lúc này nó không còn là cái B lúc này nó không còn là B nữa, mà lúc này nó có chịu tác dụng của một cái lực căng T, thế nên là trong trường hợp tác dụng lên tấm ván mà có chiều đi xuống này thì nó chỉ còn là Q nữa thôi. Được chưa? Thế nên là chính là cái lực nén của người lên tấm ván nữa thôi. Còn nó không thể là B được. Bởi vì lúc này nó đang có một cái lực kéo T, nó kéo một phần lên rồi. Thế chính vì vậy mà B đã phải trừ đi một phần T, và trừ đi một phần T thì chính là còn còn Q nén trong ván thôi. Và cộng thêm với trọng lượng của ván nữa thì nó sẽ cân bằng với hai cái lực buộc ở hai đầu ván kéo lên trên như này. Được chưa? Thì khi đó thì ta sẽ có là T phẩy cộng với T thì sẽ bằng Q cộng với B phẩy. Thì đến đây thì ta sẽ có là 3T thì sẽ bằng B phẩy cộng Q, suy ra B phẩy sẽ bằng 3T trừ đi đi Q. Thay số vào thì ta có B phẩy sẽ là bằng 120 N. Hay nói khác là trọng lượng của tấm ván lúc này là 120 N. Được chưa? Vậy đến đây chúng ta kết luận giúp tôi cái bài tập này là lực nén lên tấm ván của người là 420 N, còn trọng lượng của tấm ván sẽ là 120 N. Và đến đây thì cái thời lượng video cho cái nội dung tuyển tập các cái bài tập hay nhất về các máy cơ đơn giản thì cũng đã hết. Nếu các bạn thấy video bổ ích thì các bạn hãy đăng ký kênh để tiếp tục nhận được các cái video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.